Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trong tin tài liệu hôm nay, Minh Thúy xin gửi đến quý vị người phụ nữ gốc Việt tham gia đóng hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush. Chắc hẳn nhiều người Việt Nam đã nghe đến cái tên hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush của Hải quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có lẽ có khá ít người biết rằng trong số những người tham gia dự án đóng con tàu này, có người phụ nữ gốc Việt. Người phụ nữ đó là bà Giao Phan, hiện là Phó Giám đốc Cơ quan Quản trị các chương trình tiếp thu quân dụng của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ. Trong câu chuyện phụ nữ kỳ này, bà Giao Phan sẽ chia sẻ đến quý vị những điều mà mọi người ít biết đến về Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ. Hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush là một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới và là hàng không mẫu hạm thuộc loại Nimitz Class thứ 10, hay còn được gọi là hàng không mẫu hạm cực lớn của Hải quân Hoa Kỳ. Dự án xây cất hàng không mẫu hạm này được bắt đầu từ năm 2001 và kết thúc vào năm 2009. Vào thời gian đó, thì trên cương vị trợ lý giám đốc dự án, bà Giao Phan được giao cho nhiệm vụ giám sát các hoạt động liên quan tới việc thiết kế, xây cất, kiểm tra, xác định và bàn giao chiếc tàu chiến được coi là niềm tự hào của Hải quân Hoa Kỳ. Bà Giao nói rằng bà cảm thấy may mắn vì được giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy và hơn nữa được tham gia vào dự án xây cất hàng không mẫu hạm còn có một ý nghĩa quan trọng lớn hơn. Ngày 30 tháng 4, ba tôi và người bác bay trên một chiếc máy bay trực thăng với một ông phi công. Chiếc máy bay đã cũ và không còn đủ xăng. Lúc mà họ sợ máy bay bị rớt vì hết xăng, cũng là lúc họ nhìn thấy một tàu của Hải quân Hoa Kỳ ở ngoài khơi. Chính lúc đó, họ đã cảm thấy dấu hiệu của sự sống và tự do. Bởi vậy, lúc nghe tôi nhận chức này, cả ba tôi và tôi đều sung sướng vì coi như là đã trả được món nợ cho Hoa Kỳ, mà không có sự trả nợ nào xứng đáng bằng sự tham gia vào dự án xây cất một hàng không mẫu hạm tối tân nhất. Chiến hạm này còn là biểu tượng cho quyền tối cao của Hải quân Hoa Kỳ, cho nên tôi rất thích. Bà Giao Phan và gia đình sang Mỹ định cư sau cuộc chiến tranh kết thúc khi bà mới 15 tuổi. Bà còn nhớ đó là giai đoạn khó khăn nhất của gia đình mình. Bà kể rằng từ một gia đình thượng lưu ở Việt Nam, nhưng khi qua Mỹ, gia đình bà đã phải sống nhờ vào các khoản tiền trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Từ trợ cấp y tế cho tới quần áo, trong một thời gian dài, vì công việc duy nhất mà ba bà tìm được là công việc lao công trong khách sạn. Bà nói rằng nếu không có sự trợ giúp của chính phủ Mỹ, thì chị em bà không có được sự thành công như ngày hôm nay. Chính vì luôn mang ơn sự cưu mang của nước Mỹ, nên bà đã gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư công chánh tại Đại học Công nghệ Virginia vào năm 1984 với mong muốn làm một điều gì đó để trả ơn cho quê hương thứ hai của mình, bà Giao đã làm việc cho Hải quân Hoa Kỳ trong suốt hơn 20 năm sau đó. Vào ngày xảy ra khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, bà cũng là người đã có mặt tại Ngũ Giác Đài, một trong những địa điểm bị tấn công. Sự kiện đó đã làm cho bà bắt đầu chú ý và ngưỡng mộ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ vì những hoạt động đối phó với các hoạt động khủng bố của họ. Rồi sau đó là hoạt động đối phó với trận bão Katrina. Bà đã tự hỏi không biết mình có thể làm gì để đóng góp vào những công việc quan trọng như vậy. Bà Giao nói, không có gì trả nợ Hoa Kỳ cho xứng bằng việc tham dự vào dự án xây cất hàng không mẫu hạm tối tân nhất. Nhưng mãi tới năm 2007, cơ hội được làm việc cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ mới đến với bà khi bà được chọn vào vị trí lãnh đạo cao cấp cho cơ quan tiếp thu quân dụng. Hiện tại trên cương vị Phó Giám đốc, bà điều hành và giám sát dự án tiếp thu quân dụng trị giá 27 tỷ Mỹ Kim. Trong đó gồm việc duy trì và hiện đại hóa các loại máy bay và tàu chiến v.v. để phục vụ cho hoạt động trên biển của lực lượng tuần duyên. Bà cũng đứng trong hàng ngũ những nhân viên dân sự cao cấp nhất trong Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, đơn vị quân sự duy nhất
trong khuôn khổ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Bà cho biết thêm về các hoạt động hiện tại của chương trình tiếp thu quân dụng mà bà chịu trách nhiệm. Lực lượng bảo vệ bờ biển muốn đạt được kết quả mỹ mãn trong các nhiệm vụ cao cả, thì chúng tôi cần được trang bị các phi cơ, phản lực, trực thăng, tàu bè mới và tối tân. Nhưng hiện nay thì các tàu bè và máy bay đã quá cũ. Vì vậy, công việc của chúng tôi làm là cơ quan quản trị là phải theo dõi các hoạt động từ việc đấu thầu cho tới việc kiểm tra, diễn tiến đóng tàu của nhà thầu, rồi sau đó bàn giao tàu mới hay là máy bay mới. Mới đây thì chúng tôi cũng vừa hoàn tất hai tàu tuần dương lớn nhất và tối tân nhất chưa từng có trong lực lượng, cùng hàng trăm chiếc tàu nhỏ để thay thế cho những tàu đã cũ, rồi cũng hoàn thành 10 phi cơ và trực thăng để bổ sung vào tổng số máy bay mà hiện nay được sử dụng, để hỗ trợ cho các hoạt động ngày càng gia tăng của lực lượng. Bà Giao cho biết, mặc dù phải đảm trách rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng lực lượng bảo vệ bờ biển lại được ít người biết tới. Tôi nhận thấy so với những binh chủng khác của quân đội Hoa Kỳ, thì lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ không được nhiều người biết tới cho lắm. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành quả trong nhiều lĩnh vực và có rất nhiều trách nhiệm đối với người dân Hoa Kỳ. Nhất là mới đây, lực lượng đã được chính phủ Hoa Kỳ giao cho vai trò lãnh đạo tất cả các cơ quan của chính phủ liên bang trong việc đối phó với dầu loang ở Vịnh Mexico. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, tức là US Coast Guard, được thành lập vào năm 1790 và hiện có hơn 40.000 nhân viên đang phục vụ khắp mọi nơi ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, rất ít người biết là lực lượng này đã ra đời trước cả Hải quân Hoa Kỳ. Bà Giao Phan giải thích thêm rằng, sở dĩ bà gọi US Coast Guard là lực lượng bảo vệ bờ biển thay vì lực lượng tuần duyên, vì nhiệm vụ của lực lượng này vượt ra khỏi các hoạt động tuần duyên thông thường. Bà nói thêm rằng, về tầm quan trọng của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, tôi thấy ngoài nhiệm vụ tuần duyên để ngăn chặn các vụ phạm pháp dọc bờ biển, bảo toàn an ninh, lực lượng Hoa Kỳ này còn có nhiệm vụ bảo vệ môi sinh ngoài biển, cũng như cấp cứu nhiều người lâm nạn ở đại dương. Bởi vì những nhiệm vụ cao cả này mà lực lượng còn được gọi là người bảo vệ bờ biển. Và khẩu hiệu của chúng tôi là Semper Paratus, tức là luôn luôn sẵn sàng. Không chỉ nắm giữ nhiều chức vụ cao cấp trong Hải quân cũng như lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, bà Giao Phan cũng đã nhận được những giải thưởng cao quý nhất mà Hải quân Mỹ trao tặng cho những nhân viên dân sự có thành tích và những đóng góp xuất sắc nhất. Trong số đó gồm có những huân chương như Supervisor Civilian Service Award vào năm 2006 và Navy Meritorious Civilian Award vào năm 2004. Bà Giao Phan khiêm tốn khi nói về những thành tích mà bà đạt được. Được vinh danh những giải thưởng này, thực sự tôi rất mắc cỡ vì bối rối. Ai cũng biết, đâu có người nào có thể đạt được thành công một mình đâu. Bởi vậy, tôi rất ngạc nhiên và rất vinh dự, nhưng cũng biết là mình đã may mắn được làm việc chung và được học hỏi trong nhiều năm qua, phục vụ với Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy mình còn mang nợ nhiều hơn nữa với những giới lãnh đạo cấp cao của mình, cũng như các bạn đồng nghiệp và nhân viên của mình. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình may mắn và được nhiều người trợ giúp quá. Bà Giao cho biết có rất nhiều cơ hội để cho bạn trẻ gốc Việt có thể tham gia vào lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, cũng như cơ hội để cho các bạn thăng tiến tại đơn vị này. Nhưng điều quan trọng là phải có niềm tin và quyết tâm cao. Tôi tin tưởng rất mạnh vào câu châm ngôn của Việt Nam: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người, ngại núi cách sông ngăn. Do đó, với lớp trẻ thì tôi có một lời nhắn nhủ với các em là điều quan trọng nhất là dù có đi đường nào chăng nữa thì cũng phải đạt được một trình độ đại học, phải học thật tốt vì đó là nền tảng vững chắc đưa tới sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Cho dù các em có chọn bất kỳ ngành nào thì cũng phải có lòng đam mê với công việc và phải linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi.